Có vẻ như cuối cùng thì kỳ nghỉ cũng đến rồi. Wow, khách sạn này đẹp hơn trong ảnh nhiều. Hãy chờ đây trong khi họ chuẩn bị phòng cho chúng ta nhé. Nóng như 100 độ vậy. Hãy để tôi lấy chai nước ra nào. Hả? Tại sao mọi thứ lại ướt thế này? Không đời nào. Một vụ nổ kem đánh răng này. Hãy nhìn vào đống bầy nhầy này. Có lẽ là do độ cao chăng? Lần sau cậu hãy chuẩn bị thử kem đánh răng viên. Trên giấy nến, bóp kem đánh răng của bạn thành từng núm nhỏ. Chuẩn bị đủ cho 2 lần sử dụng mỗi ngày nhé. Sau đó rắc một ít bột mì lên trên. Bây giờ lấy một cái lọ nhỏ như thế này và thả những viên kẹo khô của bạn vào trong. Bây giờ chúng không còn đường nào để mà tràn ra nữa. Và khi bạn đã sẵn sàng đánh răng, lấy một viên và nhét nó vào miệng. Lo lắng, nó sẽ mềm ra trong đó thôi. Thấy chưa? Là một viên không bạn Hiến. Chẳng có cái gì rõ ràng bằng một nốt mụn to tướng trên mặt cả. Mấy cậu đang bàn cái gì đó? Ê nè, tụi này bị sao vậy? Oh, chào Kevin. Chào Bella. Các cậu xem trận tối qua không vậy? Vụ đó nghe khùng quá nhỉ. Chẳng ai muốn nói chuyện với mình cả. Các cậu nghĩ tôi không đủ xinh sao? Thế thì tôi sẽ tự làm mình vui vậy. Tôi có mấy thứ hay hơn để nghe đó nha. Chờ đã. Cái tai nghe không dây này với cả điện thoại của mình nữa. Thử nghe lén không cả nhà. Bật AirPods lên. Dư đến một chỗ kín đáo để không ai thấy nào. Cứ bỏ tiếp đi. Đây rồi. Dư đặt điện thoại gần nơi bạn muốn nghe lén. Giờ chuồn thôi. Cẩn thận đấy. Mình nghe được tất cả những gì họ nói luôn. Tám chuyện rôm rả thế. Ủa, họ nói về mình sao hả? Mình làm gì có cái nhỏ to nào đâu. Các cậu đang nói gì vậy? Không nghe lén tụi này đấy à? Cục mụn này làm tớ thông minh hơn đó nha. Thôi thì cười cho qua chuyện vậy. Các bạn đang tìm chỗ giấu kẹo trong nhà hả? Phải tìm chỗ nào thần hoa nào nha. Chắc không ai thèm lục cái ghế đâu ha. Tuyệt. Mình vừa thấy Bella mang kẹo vào đây. Chắc đâu đó quanh đây thôi. Mình biết mà, đến đây với chị nào. Ngon lành. Tớ chỉ đi lang quanh thôi nha. Không có nhét kẹo vào ngăn kéo đâu à. Mình ngửi thấy mùi đường trong này. Nhưng ở đâu mới được nhỉ? Bàn này rỗng phải không ta? Xin chào bé kẹo ngon lành. Thích ghê. Giấu trong bếp có dễ tìm không vậy? Tủ bếp thì sao nhỉ? Ý trời. Không ổn, không ổn. Giấu ở đâu bây giờ ta? Cái lọ mây dổ đây làm gì thế? Cơ mà. Cái lọ này có vẻ ok đó nha. Bạn muốn giấu kẹo ư? Lấy một lọ sốt mayonnaise ra như thế này nè và bỏ hết sốt đi. Giờ xịt sơn ở trong. Xong rồi. Giờ bạn không thể thấy có gì ở bên trong nữa. Hoàn hảo luôn. Đừng quên cái nắp nhé. Thủ thuật này tuyệt quá đó bà con. Tí mình lại hàn thuyên nhé kẹo. Lily đang tới kìa.
Mình ngửi thấy sô-cô-la hả ta? Thoang thoảng thôi à? Không rõ là ở đâu hết. Đồ cùi bắp. Hay là trong tủ lạnh nhỉ? Chẳng thấy gì luôn. Chỉ là mấy món đồ chán chán. Có giỏi thì tìm đi gái. Không tin được cách này lại hiệu quả luôn đó. Ở yên trong đây nhé kẹo yêu. Nhớ nhét đồ giặt vào máy trước khi bạn đi ra ngoài hôm nay hả? Tôi quên là mình đã cho ga giường vào nữa. Nó không vừa rổ rồi. Giờ tôi sẽ gấp nó lại. Nếu bạn đã từng tự gấp ga giường, hẳn bạn biết điều đó không hề dễ dàng. Cậu ta đang làm cái gì vậy? Riêng việc tìm các góc đã là một thử thách rồi. Ok, có chết tôi cũng phải gấp bằng được cái ga này. Có phải mỗi tôi thấy hay trông bạn mình như đang trình diễn nghệ thuật đấy? Này em, tôi có thể giúp một tay không? Mọi thứ đã vượt quá tầm kiểm soát trong một phút. Lần tới hãy thử điều này. Vui lòng cho tôi chút không gian đi. Đặt tấm ga lên sải tay đang dang cao của bạn, từ từ khép tay lại. Quấn nó qua một tay, kéo phần còn lại của chiếc ga vào như thế này. Thấy không? Bạn đã tạo ra một hình vuông hoàn hảo. Khép hai tay lại với nhau và làm những động tác tương tự. Bây giờ, bạn đã tạo ra các góc rõ ràng từ chiếc ga rồi đó. Đặt nó xuống phẳng và gấp nó như gấp chăn vậy. Đừng quên kéo phẳng mọi thứ trong lúc gấp để tránh bị cộm nhé. Một khi bạn đã đến bước này, gấp cạnh bên lại tạo một hình chữ nhật và bạn thành công rồi. Một tấm chăn đến gấp hoàn hảo. Này Emily, tôi có một món quà cho bạn đó. Không phải là một tấm ga đến gấp hoàn hảo sao? Làm tốt lắm Olivia. Bây giờ hãy giúp tôi gấp đống đồ còn lại nào. Ngày nào cũng phải giặt một đống đồ. Hy vọng chỗ này sẽ vừa vặn. Eo ơi, mùi nồng quá. Vào đi. Loại nước giặt này sẽ có tác dụng kỳ diệu với đống đồ kia. Sao nó không khởi động? Đùa mình à? Có ai ở nhà không? Tôi nên tìm trợ giúp thôi. Nó hỏng rồi. Nhưng hôm qua nó vẫn chạy mà. Tớ sẽ gọi cho các cậu khi nào tìm ra vấn đề. Tôi vẫn phải giặt quần áo này. Có dùng được không ta? Mấy cái này không được. À ha, có vẻ sáng lạn hơn rồi. Đặt một cái túi zip xuống và nhét một chiếc đồ bẩn vào. Giờ kéo khóa zip lại chặt. Rồi ném những anh chàng hôi hám này vào tủ lạnh. Chậm quá người anh em. Ôi trời, David đã mất trí rồi sao? Tua nhanh một chút nào. Không biết quần áo của mình sạch chưa? Chỉ có một cách để biết. Đã đến lúc ngửi mấy thứ này rồi. Chà, hiệu quả này. Tôi đã đánh bay mùi hôi khỏi chiếc áo rồi. Và chỉ nhờ thế là mọi thứ đã xong. Hút bụi có thể là một môn khoa học tinh vi. Hút đến từng cm trên sàn là điều cực kỳ quan trọng. Giỏi lắm Adam. Nhưng ngay lập tức, mọi thành quả đều có thể tiêu tan. David về rồi. Gì cơ? Phải bật số to mới được. Này, là cậu David. Adam, cậu muốn phá cái nhà này à? Vậy thì sao cậu không dọn đi? Mình có hay dùng cái này không ta? Dù đúng là mình ở bẩn thật. Thực ra tôi nghĩ mình biết phải làm gì rồi.
máy hút bụi cho giày của tôi. Bụi bẩn bị hút hết khỏi lỗ. Mấy thứ này nhìn như mới vậy. Hay lắm, David. Này, ở đây nhìn sạch quá.